Internet không dây thế hệ mới đã đến với người dùng sớm hơn nhiều so với dự đoán, khi tại MWC lần này, hàng loạt các hãng công nghệ đã tung ra các sản phẩm 5G. Nếu 2G hay 3G thời xưa là để giao tiếp giữa bạn và tôi, thì 5G là để kết nối giữa bạn với toàn thế giới. Các sản phẩm nổi bật phải kể đến hệ thống thực tế ảo sử dụng 5G của Noitom hay drone không người lái sử dụng 5G của Huawei. Có thể thấy mặc dù công nghệ 5G vẫn ở trong những giai đoạn đầu phát triển, thế nhưng người dùng hoàn toàn có thể hy vọng vào một tương lai sử dụng Internet nhanh chóng mặt trên điện thoại. Điện thoại sinh ra là để nghe và gọi, thế nhưng trong thời đại kỹ thuật số, điện thoại thậm chí còn có thể lái xe. Sản phẩm của hãng Huawei sử dụng trí tuệ nhân tạo có lẽ là một điểm nhấn không thể bỏ qua trong MWC lần này. Trong 5 tuần, chiếc điện thoại này đã học cách nhận dạng 1.000 đồ vật và cách xử lý khi gặp phải những thứ này trên đường đi. Có thể nói, hệ thống này thay thế cho bộ não của con người. Và nếu việc phải bảo vệ màn hình cảm ứng của chiếc điện thoại đắt tiền và dễ vỡ đã khiến bạn mệt mỏi, thì sự trở lại năm nay của dòng điện thoại nồi đồng cối đá sẽ khiến bạn thích thú. Điển hình là dòng điện thoại mới của hãng Rakia, chuyên dùng cho những người ưa leo núi và dã ngoại, hay chiếc S61 của hãng Caterpillar, hoạt động tốt dưới nước ở độ sâu 3 mét.